bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Weibo hiện tính năng IP người dùng, lộ tư dương dương bị ném đá, dương tử tiêu chiến lại được khen hết lời. Trong khi chỗ lộ tư dương dương bị dân tình ném đá thẳng tay, thì dương tử cùng tiêu chiến lại được người người khen ngợi. Mới đây, thông tin Weibo chạy chức năng hiển thị địa điểm IP người dùng khi hoạt động trên nền tảng này đã khiến dân tình được phen nháo nhào, theo đó, khi người dùng để lại bình luận hoặc đăng bài hiển thị địa điểm, vị trí, lãnh thổ kèm theo, người dùng không thể tự bật tắt chế độ này và không có ngoại lệ với người nổi tiếng. Câu chuyện dần trở nên thú vị hơn khi cư dân mạng soi ra hàng loạt IP của các nghệ sĩ hoa ngữ hiện lên Weibo không trùng khớp với địa điểm thực mà họ đang ở. Dương Dương chính là một trường hợp điển hình. Thời gian vừa qua, nam diễn viên Thạ Thí Thiên Hạ rất tích cực giao lưu, tương tác cùng fan trên Weibo cá nhân. Tuy nhiên, địa chỉ IP lại ở Bắc Kinh, trong khi bản thân anh chàng hiện đang quay phim ở Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải. Người hâm mộ lúc đó mới ngỡ ngàng nhận ra rằng bấy lâu nay không phải Dương Dương nói chuyện với fan mà là đoàn đội của anh mới là người làm điều đó. Một số netizen giấu không nội sự thất vọng, thậm chí còn thẳng tay ném đá khi biết sự thật đằng sau những bài tương tác đó. Không chỉ khắp bồ thả thí thiên hạ, triều lộ tư, dương dương bị sai ra địa chỉ IP không đồng nhất, với nhất bác, địch lệ nhật ba hay trương bân bân đều rơi vào tình cảnh tương tự. Trái lại, Dương tự và tiêu chiến lại nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ và dân tình. Lý do là bởi, thời điểm dư sinh xin trị giáo nhiều hơn lên sóng, nữ diễn viên họ Dương đã đăng tải một bài viết quảng bá cho phim trên Weibo. Địa chỉ IP là Chết Giang, vừa hay là nơi cô nàng đang quay phim. Điều này cũng tương tự với trường hợp của Tiêu Chiến khi anh đăng bài giao lưu cùng fan, IP hiện thị là Hải Nam và quả thực nam diễn viên 9X đã từng làm việc ở đó. Nhưng như cả Tiêu Chiến và Dương Tử đều đang tự quản lý tài khoản Weibo của mình. Có lẽ đây là một điều cần thiết ở thời điểm hiện tại. Như vậy, việc tài khoản Weibo của nghệ sĩ do công ty quản lý không phải quá mới lạ hay bí ẩn gì cho cam. Nhưng đôi khi cũng có những thứ mắt không thấy, tim sẽ không đau. Trước kia khi Weibo chưa hiển thị tính năng IP, toàn lãnh thổ, fan có niềm tin cho rằng bài viết đó do thần tượng của mình đang tại lên. Còn giờ thì thời thế đã khác, việc một số netizen tạo ra thất vọng là điều dễ dàng có thể hiểu được. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.